Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục quay trở lại gửi tới các bạn với những thông tin an ninh trong nước vừa cập nhật được. Đó là về vụ án mạng xảy ra tại huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước. Vụ mẹ 65 tuổi cùng con gái 30 tuổi bị sát hại tại nhà, chân dung nghi phạm Minh Bao. Và vụ án này được dư luận rất là quan tâm vì kẻ sát nhân đã ra tay quá dã man, khiến hai mẹ con phải ra đi mãi mãi đầu là năm 2021, cận kề với cái Tết âm lịch. Thưa các bạn, và vụ thứ hai nữa là mâu thuẫn trong sòng bạc ngày Tết. Một nam thanh niên dùng dao chém chết người. Và tôi muốn gửi tới các bạn chi tiết rõ hơn về vụ án mạng ở huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước. Bước đầu thì Minh Bao khai nhận nguyên nhân dẫn đến việc ra tay sát hại hai mẹ con của là bà Phượng là do mâu thuẫn tình cảm giữa nghi phạm với là chị Hát. Chiều ngày 10 tháng 2, Công an tỉnh Bình Phước đã thông tin về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra là vào chiều tối ngày 9 tháng 2 là tại ấp Tổng Quy Lớn, xã Phước An, huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước. Nạn nhân là bà Phượng 65 tuổi cùng con gái là chị Hát 30 tuổi cùng ngụ ấp Tổng Quy Lớn, xã Phước An, huyện Hớn Quảng. Theo cơ quan điều tra, sau khi gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, được sự vận động của cơ quan điều tra, Trần Công Minh, thường gọi là Minh Bao, 32 tuổi, ngụ là ở ấp 5, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quảng, đã đến cơ quan công an đầu thú. Và tại cơ quan điều tra, bước đầu Minh khai nhận nguyên nhân dẫn đến vụ việc ra tay sát hại hai mẹ con của bà Phượng là do mâu thuẫn tình cảm giữa Minh và chị Hát. Và theo điều tra ban đầu, chiều tối ngày 9 tháng 2, Minh đến nhà bạn gái là chị Hát để lấy lại chiếc xe máy mà trước đó là cho chị Hát mượn. Tại đây, Minh và bà Phượng chửi bới, Minh bị bà Phượng chửi bới và đuổi ra khỏi nhà. Bực tức, Minh rút dao thủ sẵn trong người lao vào đâm nhiều nhát vào người bà Phượng. Thấy mẹ bị đâm, chị Hát chạy ra can ngăn thì cũng bị Minh dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Sau khi bị đâm, cả hai nạn nhân gục tại chỗ. Minh nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Thì trước đó như tin đã đưa, thời điểm trên người dân nghe thấy tiếng la hét thất thanh phát ra từ nhà riêng của bà Phượng nên chạy đến kiểm tra. Tại đây, người dân bàng hoàng phát hiện hai mẹ con bà Phượng đáng là nằm dưới là bất động trên vũng máu dưới nền nhà. Thì tại hiện trường chị Hát đã tử vong dưới nền nhà với nhiều vết thương nặng, còn bà Phượng với nhiều vết thương nặng nhưng vẫn còn thoi thóp nên được người dân lập tức đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà Phượng đã không qua khỏi. Sau khi khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra, cơ quan công an đã xác định được Minh chính là hung thủ gây án nên đã vận động người này ra đầu thú. Tì vì khúc mắc câu chuyện tình cảm và tiền bạc, và cuối năm thì vào một buổi chiều khoảng 16 giờ thì Minh tới nhà để đòi lại chiếc xe máy mà người tình đã mượn. Rồi cũng do cái chuyện mâu thuẫn tình cảm nên bà Phượng đã đuổi Minh ra khỏi nhà và đã tiếng to cãi vã với nhau, và Minh đã dùng dao đâm vào Phượng trước, tức đâm mẹ trước, và sau đó con gái vào can và đâm luôn con gái của bà Phượng. Đây là vụ án là làm chấn động dư luận là huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước nói riêng và trong cả nước nói chung, nên đây là chi tiết rất rõ ràng về vụ án mạng này rồi. Và sau đó hắn đã ra đầu thú tại cơ quan điều tra. Và vụ thứ hai, mâu thuẫn trong sòng bạc ngày Tết, nam thanh niên đã dùng dao chém chết người.
Ngày 16 tháng 2, Công an quận 7 thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng Ngô Thanh Cần, sinh năm 1990, ngụ tại quận 7, cho phòng cảnh sát hình sự PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra là tối 12 tháng 2, tức là ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Nguyễn Hữu Lộc, sinh năm 1972, ngụ quận 7, tới nhà mẹ nuôi ở quận 7 để chúc Tết. Khi tới trước nhà mẹ nuôi, Lộc thấy có một nhóm trong đó có Cần đang ngồi chơi cờ bạc nên lại tham gia. Trong quá trình chơi, Lộc và Cần mâu thuẫn nên là cự cãi đánh nhau. Lộc gọi cho hai người cháu là Nguyễn Hoàng, sinh năm 1989, Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1991, cùng ngụ tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, tới giúp. Khi cả hai người trên vừa đi tới thì Lộc xông vào đánh Cần và được người dân can ngăn. Bực tức, Cần bỏ chạy về nhà, lấy con dao chạy ra chém vào người Tuấn Anh, nhưng người này dùng ghế đỡ. Cần tiếp tục cầm dao chém Hoàng khiến người này gục tại chỗ. Tuấn Anh chạy vào tìm cách tước đoạt con dao, cũng bị thương tích ở tay. Tuấn Anh chẳng có lấy được con dao thì Cần vội bỏ chạy. Hoàng Tuấn Anh được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, Hoàng đã tử vong. Nhận được tin báo thì công an có mặt khám nghiệm tại hiện trường và tử thi, lấy lời khai truy bắt Cần. Biết không thoát tội, Cần đã tới công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội là ở như trên. Thì các bạn thấy đó, đầu năm 2021, nhất là trong cái Tết là Nguyên đán, thì rất nhiều vụ án mạng xảy ra do mâu thuẫn tình cảm, rượu đà. Ngày nào tôi cũng là cập nhật và gửi tới cho các bạn ít nhất là 3 tin là về án mạng rất là thương tâm, rồi nào là những vụ mất tích bí ẩn, giết người, cướp của rất là nhiều. Và tôi cũng rất chân thành cảm ơn các bạn trong thời gian qua thì luôn luôn đồng hành ủng hộ kênh cho tôi, và tôi cố gắng cập nhật những câu chuyện ngắn đầy ý nghĩa của gia đình, vợ chồng, cha mẹ, con cái trong xã hội, và những thông tin an ninh trật tự, giết người, cướp của, sát hại lẫn nhau, để kịp thời là gửi tới phục vụ quý vị và cô chú anh chị gần xa trên kênh của tôi. Và tôi cũng rất cảm ơn rất là nhiều trong thời gian qua các bạn luôn là đồng hành. Và đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào, tạm biệt.